Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đây là đài phát thanh tiếng nói The M YouTuber. Kính chào quý khách và quý vị. Hello, xin chào anh em. Đây là kênh YouTube The M YouTube của tôi. Và đây là tựa game Quyền Vương Chiến. Chào anh em đến với kênh YouTube này nhá. Và chúng ta ngày hôm nay có cái gì nhỉ? Không, trước khi đến với cái vấn đề chính của clip này thì mình sẽ kể cho các bạn tiếp cái câu chuyện của thằng Tú đi thi ngày hôm nay. Sáng nay lúc 6 giờ mình gặp nó buổi sáng ấy, thì bình thường nó không được nó ăn sáng, các bạn hiểu không? Bọn trẻ con nó lười ăn sáng. Thế nào hôm nay kiểu đi thi hiểu không? Bố nó mới dẫn nó đi ăn phở. Bố nó mới dẫn nó đi ăn phở ở cạnh nhà. Thế là mình đi cùng. Thế mình bố nó bảo là có ăn không? À, mời mình ăn, nhưng mà mình bảo thôi cháu ăn chưa đói, lúc với tầm khoảng 6 giờ mình chưa đói, mình bảo hai bố con chú cứ ăn đi. Thế mình mới trêu Tú bảo là ăn ít thôi em ạ, mẹ ăn một bát phở to kiểu đéo gì cũng đang làm bài buồn ỉa thì làm thế nào, đi ỉa mất mẹ 5 phút thì vào làm kịp bài hay không, nên mình cứ trêu nó thế. Thế các bạn biết thế nào không? Lúc mà nó đi thi về, bình thường ấy, quy định ở trong cái trường đấy ạ, là nó thông báo là 10 rưỡi mới tan, nhưng mà không hiểu tại sao là thấy 10 giờ 15 10 hay là 10 giờ 20 nó đã về rồi. Vì nó có mấy thằng bạn đi thi cùng, các bạn hiểu không? Thì ông của thằng bạn kia đến đấy chờ sẵn rồi, thế nào ấy, thì nó lại tan trước so với cái giờ quy định, không hiểu. Bình thường mình cứ đợi 10 rưỡi mới đi đón cơ, mà ông của thằng bạn thằng Tú đến đón trước rồi, thế đón hai thằng về. Thế là về cái mình vừa nhìn nó cái mình giật mình cái, mẹ nó lao như tên bắn vui chạy vào trong nhà đi ỉa anh em ạ. Thôi buồn anh em, tôi thật sự vào cái ui buồn ỉa quá, nên chạy vui vui vào nhà vệ sinh đi ỉa cái xong ra nói chuyện tiếp, hỏi có làm được bài hay không. Không biết đúng cái kiểu ngày xưa ai hỏi thế, mà các bạn hỏi làm được bài hay không ấy, các bọn mà không làm được hay có làm được cũng không biết, có là hỏi làm hết hay không, có em làm hết. Thế có làm đúng không? Không biết. Thế được, liệu là được mấy điểm? Không biết. Thế văn viết cái gì? Không biết. Trái thật sự không ạ? Sao có một cái bài toán mà mình cười như vậy? Cái bài toán là tính nhanh ấy. Các bạn biết bài toán tính nhanh mà mình ví dụ nhá. Tính nhanh dạng kiểu 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9 ấy. Đúng không? Bình thường tính nhanh thì chúng ta sẽ lấy 1 cộng 9 cộng 2 cộng 8 đúng không? Cộng 3 cộng 7 để nó thành một cái... thành một cái số chẵn ấy, thành 10 cộng 10 cộng 10 cộng 5 các thứ ấy, cho nó dễ tính ấy. Đằng này ông túi cho tôi lấy 1 cộng 2 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, 10 cộng 5 bằng 15, 15 cộng 6 bằng 21. Tôi không hiểu đấy là bài tính nhanh hay tính chậm, nhưng mà kết quả có lẽ là vẫn đúng. Nhưng mà mỗi tội là ông hiểu sai ý hiểu của người ta thôi. Tôi buồn thật sự là nghe em tôi nha, buồn thật sự là nghe em tôi đấy. Thế là xong về cái, mẹ, thế là phải cho nó chơi. Mình không nhớ nó chơi bao lâu, nhưng vì lúc đấy là khoảng gần 11 giờ nó sang bảo em thi xong rồi cho em chơi mấy ván lửa chùa. Thế rồi lại cho nó chơi mấy ván đến 12 giờ nó về. Không biết chắc là thi đỗ thôi, các bạn thấy mặt bình thường á, tửng lắm, nhở nhơ lắm, nhờ chắc là làm được vì nó cũng học được, mỗi tội là nó lười với cả thế nào nhở, nó nhanh ổn đoạn các bạn, kiểu bọn trẻ con hay thế. Ok. Bỏ qua chuyện thằng Túi nữa. Mình chỉ kể thôi, chuyện thằng này nhiều cái hài lắm. Bỏ qua chuyện thằng Túi đi, chúng ta có cái gì trong clip này? À, chúng ta sẽ nói về một cái nhân vật. Thực ra thì clip này thì mình cũng không chủ đích làm đâu, vì nó thật sự với các bạn ngày hôm nay nó chả có cái gì hot, không có cái gì để mà chúng ta gọi là liên thang liên thiên được. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về một nhân vật mình rất là thích từ những cái ngày đầu tiên mình gắn bó với cái tựa game, biết đến không phải gắn bó tựa game mà biết đến cái series The King of Fighters này, và nhân vật mà mình đã đặt tên theo tên nhân vật đó, một nhân vật rất là chi là nổi tiếng mà mình đặt tên đó là Mai Vũ To. Thì các bạn biết hôm nay mình muốn nói đến nhân vật nào đấy. Nhân vật mình rất là thích và trong series The King of Fighters đó chính là Mai Kusanagi, à quên, Mai Shizanui. Và đó là Mai Shizanui với bộ ngực. Đây là một nhân vật nói chung là nào nhở, đây là nhân vật thực sự là đặc biệt, thật sự là đặc biệt nha các bạn nha, quá đặc biệt luôn, quá đặc biệt đến từ tất cả mọi thứ nhá, đặc biệt tất cả mọi thứ đến từ Mai luôn, cực kỳ đặc biệt luôn. Mình sẽ nói qua một chút về Mai này nha các bạn nha. Mai chỉ xuất hiện trong hai tựa game duy nhất thôi, đó là Fatal Fury và The King of Fighters. Biệt danh của cô là The Alluring Ninja Girl, có nghĩa là gì? Có nghĩa là
nữ hoàng ninja quyến rũ. Đấy. Quyến rũ hay không thì các bạn nhìn vào đây các bạn đã biết rồi đúng không? Không quyến rũ sao được khi mà Mai ăn mặc cho mình một bộ kimono gọi là cách tân. À, ừ đúng rồi, một bộ kimono cách tân mẹ mày cực kỳ đẳng cấp như thế này với số đo 3 vòng là 85-54. À, 85-54 và 90. Cực kỳ đẹp đúng không? Ý, lại nhìn hai quả bưởi tưng tưng này thôi mà có 85 thì lại đã ngon, nói chung là vừa tay kìa, vừa tay thật sự luôn. Vòng eo 54. Đấy, vòng eo 54 thì chả khác gì Ngọc Trinh luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy Ngọc Trinh như thế nào thì Mai vòng eo đúng như vậy nhá. Và vòng 3 90 đầm lắm các bạn. Vỗ nó cứ phải là bem bét luôn, tôi thề với các bạn luôn. Vỗ nó cứ phải là bét bét. Thì mấy ông nào đọc ghi các thứ là cái tư thế nó cứ phải gọi là thề luôn với các bạn luôn nhá. Tiếp theo là Mai thì thực sự với các bạn không chỉ mình tôi đâu mà rất nhiều rất nhiều cái đàn ông trên thế giới hâm mộ. Tôi thề luôn, chắc chắn là nếu bạn đang xem clip này chắc chắn bạn cũng sẽ là một người hâm mộ Mai luôn. Mai được tham gia hầu hết tất cả và Mai tham gia hầu hết tất cả các show truyền hình như quảng cáo này, đại diện game này, banner này, CID, tất cả đều Mai đều tham gia đấy các bạn nha. Khiến cô trở thành một cái nữ thần cũng như biểu tượng sexy của SLK. Trở thành một cái gì đó gọi là biểu tượng luôn đấy các bạn. Biểu tượng sự sexy. Nói chung ra gọi nó là sự biểu tượng sự sexy. Mai được game spy.com xếp hạng 4 trong 10 top nhân vật sexy nhất và được xếp hạng 5 trong top 10 cô gái quyến rũ nhất game thời kỳ game 16 bit. Cái thời kỳ game thùng ngày xưa các bạn 8 bit với cả 16 bit thì Mai được xếp hạng 5 trong top 10 cô gái đó. Rất nhiều tượng và banner đã được tạo ra dựa trên hình ảnh của Mai. Ngoài ra cô cũng có mặt trong một series ăn khách đó là Queen Gates. Đây là một cái series game nữa. Các bạn có thể search Google để biết cái series game này như thế nào nhá. Sự nổi tiếng của cô vô tình làm ảnh hưởng đến tạo hình tất cả các nữ võ sĩ của game đối kháng khác. Tiêu biểu đó chính là Death of Erlai các bạn. Các bạn biết cái tựa game Death of Erlai 5 và 6 không? Trong đó có cả sự xuất hiện của Mai nữa. Các bạn không biết thì các bạn có thể search trên Google. Cái tựa game này chắc các bạn không lạ nữa. Tựa game mà đối kháng chỉ có nhân vật nữ thôi. Và nhân vật nữ trong tựa game đó thì ăn mặc cực kỳ sexy và quyến rũ luôn. Và tất cả những cô gái trong cái tựa game đó đều lấy cảm hứng từ thân hình của Mai các bạn hiểu không? Tất cả đều lấy cảm hứng từ Mai hết nha các bạn nha. Từ ngực cho đến chân, cho đến tay, cho đến tất cả mọi thứ ngoại hình của Mai đều là cảm hứng tết. Ban đầu ấy thì Mai không dự định đưa vào series Fatal Fury đâu. Nhưng mà vì phong cách chiến đấu của cô ấy ban đầu được tạo cho một ninja nam khác. Tuy nhiên là các nhà phát hành lại đưa ra một ý tưởng là muốn tạo hình một nhân vật thần tượng. Thế nên họ đã loại bỏ cái nam nhân vật ninja đó và đưa Mai Shizanui vào. Bộ ngực của cô được chỉnh sửa để có thể nảy và thực sự được thả lỏng. Đấy các bạn hiểu không? Bình thường ấy, các nhân vật khác ấy, bộ ngực của các nhân vật khác ấy, nó không được nảy tưng tưng như thế đâu. Nhưng mà Mai là nhân vật mà họ đã mang một cái ý tưởng cực kỳ táo bạo. Đó là mang cái bộ ngực nó nó biết bộ ngực nó biết nảy lên nảy xuống như thế đúng không các bạn? Và theo Neo Game Prank thì bộ ngực này được mô phỏng theo Fumie Hasukawa. Và vòng 3 của cô được mô phỏng theo Aini Azima quá cố. Vâng, đây là những nữ thần tượng rất là nổi tiếng ở cái thời bấy giờ các bạn. Nói chung là Mai được tạo hình bởi những nhân vật có thật trong cuộc sống của người Nhật. Tạo hình từ những nhân vật thật sự là có thật, là những thần tượng thời bấy giờ nhé các bạn nhé. Sở thích của Mai thì là gì nhỉ? Mai rất là thích kẹp tóc. Rất thích kẹp tóc kỷ vật của bà và ở bên cạnh Andy. Đây, cái kẹp tóc mà các bạn nhìn thấy trắng trắng ở trên đầu này này mà Mai đang kẹp ấy, đây là một cái kỷ vật của bà dành cho Mai. Ghép nhẹ, thích nấu ăn và giảm cân. Kỹ năng riêng, ngoài cái khả năng ninja ra thì Mai còn một khả năng nữa, đó là khả năng thêu con mẹ bà thùa nhanh nhàng nhá. Rất nhiều kỹ năng đến từ Mai. Mai thì chỉ cao 1m65 và nặng 48 cân. Theo mình nghĩ là tầm khoảng 50 cân là hợp lý hơn dành cho Mai nha các bạn nhỉ. Theo như cốt truyện của Mai ấy, trong cái cốt truyện Fatal Fury ấy, Mai là cháu gái của Hanzo Shinarui, người sáng lập ra ninjutsu và Koppenken. Vì thế Mai học được các bí mật của ninjutsu đúng không? Hanzo thì có thu nhận thêm một đệ tử là Andy. Mai đã gặp Andy trong một cái trường hợp nói chung là nói chung cả hai cùng đến với nhau vì cái niềm đam mê võ thuật đấy các bạn ạ.
Ban đầu ấy thì Mai cực kỳ ghét thằng Andy này, ghét phải cả đái luôn Andy đây này các bạn. Ban đầu ấy Mai ghét Andy lắm nha các bạn nhá. Đây, ban đầu thì Mai rất là ghét Andy và không quan tâm đâu, vì Andy cũng chỉ như tất cả các thanh niên học việc khác ở trong cái hội quán đó mà thôi. Nhưng mà điều bất ngờ đã đến là vào một ngày sinh nhật của Mai. Vào cái ngày sinh nhật của Mai thì Andy có tặng cho Mai một món quà nho nhỏ, và đó là một quả dưa chuột có thể rung được. Thề luôn, hồi đấy Andy tặng cho Mai một quả dưa chuột nhưng mà nó lại có nút bấm thôi các bạn ạ, và bây giờ chúng ta hay gọi là cái xích toy ấy. Đấy, thế là từ đấy Mai bắt đầu thầm yêu, trộm nhớ và có cái nhìn khác về Andy. Đấy, Mai dành phần lớn cái cuộc thời gian để theo đuổi Andy và không ngừng mơ mộng về đám cưới của Andy. Sau khi mà Andy tặng cho Mai một cái xích toy có thể rung được, rung và lắc được tốt như vậy. Thì còn ở trong cái cốt truyện The King of Fighters thì hầu hết các giải đấu Mai đều tham gia, đúng không? Mai luôn muốn Andy tham gia cùng mình nhưng mà Andy từ chối vì đây là một người đàn ông rất là thế nào nhỉ? Mình phải nói Andy là một người đàn ông gọi là rất là thương Mai này, không bao giờ muốn Mai phải chịu thiệt thòi ở trong bất kỳ một, không muốn Mai bị tổn thương ở bất kỳ cái phần nào cơ thể, đúng không? Chính vì điều đó thì Mai đã tổ chức một đội riêng cho mình với sự góp mặt của King và Yuri. Và đội này có tên là The Queen thì phải, đúng không? Có King và Yuri, đây là những cô gái thì phải. Nhiều giải đấu trôi qua, đồng đội có thay đổi nhưng cô vẫn quyên quyết tham gia để chứng minh cho Andy biết là cô có thực lực. Trong giải đấu The King of Fighters năm 1999 thì cô cũng có thể tham gia giải đấu với tư cách là cùng đội với Andy. Tuy nhiên cô không được thi đấu vì Marie Blue, Marie ấy các bạn, đang điều tra về một vụ việc gì đó. Những giải đấu về sau thì cô vẫn tiếp tục tham gia nhưng không cùng đội với Andy nữa. Sau mỗi giải đấu cô thường ăn mừng ở quán bar của King hoặc ngồi mơ mộng với Andy rất là nhiều. Mai thật sự là một cô bé cực kỳ mơ mộng ở nhà bạn. Về tính cách của Mai thì như các bạn đã biết thì nghe thôi là các bạn đã biết là một cô bé vui vẻ rồi, đúng không? Là một người cực kỳ vui vẻ, hòa đồng và có khí phách của một nữ hiệp. Tuy nhiên thì cô lại khá là mê trai. Vâng, sau khi thằng Andy tặng cho một cái sách toy cái địch mẹ, mê đắm mê đuối luôn, mê như một cái điếu đổ luôn. Cô hay bị hấp dẫn những anh chàng điển trai, nhưng cuối cùng thì đối với cô, Andy vẫn là nhất. Không ai có thể dễ thương hơn Andy được cả nhà bạn. Giống như cô gái bình thường khác thì Mai rất là có mơ ước được kết hôn với một hoàng tử đẹp trai, và hoàng tử đó chính là Andy. Lúc nào Mai cũng tự nhận mình là vợ của Andy, mặc kệ của Andy phản đối như thế nào. Vì thằng Andy này các bạn, nó không quan tâm, thực sự không phải không quan tâm, mà Andy ở trong đầu của nó là chỉ có ý nghĩ tập võ và trả thù cho cha của nó mà thôi. Tuy là một cô gái có tính cách rất là mạnh mẽ nhưng cô lại một người phụ nữ Nhật Bản truyền thống anh em ạ, và cực kỳ lý tưởng đối với tất cả những người đàn ông. Đó là tiểu sử qua một chút về Mai cho anh em hiểu. Ngoài câu chuyện tiểu sử mình vừa kể cho các bạn thì mình sẽ tiết lộ cho bạn là Mai sau này ấy, về cái tựa game này các bạn đã biết đa số những tựa game sau này nó sẽ có những cái bộ trang phục riêng, người ta gọi là outfit đấy, đúng không? Chúng ta sẽ có những outfit riêng của các nhân vật. Thì hiện tại cái tựa game Quyền Vương Chiến này nó chỉ có outfit của 3 nhân vật thôi. Đó là Kyo này, đó là Yorizamagi này. À không phải 3 nhân vật đâu, nó có 4 à. Mai này, Shizanui này, Kula cũng có outfit rồi các bạn. Kula cũng có outfit nhưng mà Kula mãi sau mới ra này. Kula là 4 này, sau này còn cả Leona nữa. Leona bây giờ hiện tại chưa ra, sau này cả Leona nữa là 5. Hiện tại thì mình biết đang có tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 5 bộ outfit cho 5 nhân vật này. Đó là Mai này, Kyo này, Iori này, Kula và Leona nha các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ mình chỉ đang có một chút hình ảnh của Mai mà thôi. Đây là bộ outfit của Mai ở server Hàn. Server China cũng vẫn là bộ outfit này. Khả năng cao là chúng ta sẽ có bộ outfit này sớm thôi, đúng không? Sẽ ra trước nha các bạn nha. Bộ 3 này sẽ ra trước này. Bộ 3 outfit của Mai này, Kyo với cả ai nhở, với cả Yori, nó sẽ ra trước nha các bạn nha. Và làm sao để sở hữu được cái bộ outfit này thì nó giống như một cái các bạn có nhớ cái hoạt động Roshan không các bạn? Các bạn có nhớ cái hoạt động Roshan mà nó quay ô mà chúng ta kiếm vé không? Chúng ta quay hôm nay thì nó hết rồi, mà chúng ta có ô đây này, chúng ta có đâu đó trong khoảng một cái ô hình chữ nhật miêu tả là giống như cái hoạt động Roshan nha các bạn. Giống như cái hoạt động Roshan nên các bạn sẽ có vé, đúng không? Chúng ta làm nhiệm vụ, chúng ta sẽ có vé, chúng ta thu thập vé này,
đúng không? Chúng ta thu thập vé quay này đúng không? Sau đó chúng ta sẽ quay, và trong tất cả những phần thưởng đó thì có một cái ô đặc biệt, đó là phần thưởng bộ outfit của Mai, outfit của Pio. Không biết là sau này thì các bạn hên xui, các bạn quay nếu mà vào được đấy thì các bạn sẽ nhận được, đúng không? Outfit này thì nó có cộng, nó có tăng chỉ số nha các bạn nha. Nó có tăng chỉ số tùy vào bộ cái trang phục mà nhân vật mang, thì chúng ta sẽ có những cái tăng chỉ số khác nhau. Có thể tăng công này, tăng thủ hay tăng sinh lực, hay là tăng uy, hay là tăng một vài cái gì đó thì sau này các bạn sẽ rõ nhá. Ok, đó là Mai Shizanui với bộ outfit cực kỳ đẹp. Bộ này có tên là gì nhỉ? Thật ra để mà Mai thì rất là nhiều outfit đẹp, đúng không các bạn? Để mà gọi tên thật sự của nó thì mình không biết đây là gọi nên gọi là bộ gì nữa. Ok, để cái này mình tìm hiểu lại sau nhá. Ok, thế thôi, clip này có lẽ mình xin phép tạm dừng lại ở đây vì clip này chẳng có cái gì cả, đúng không? Chúng ta chỉ nói chuyện với thằng Tú này, kể một lẻ một chút về tiểu sử của Mai này và giới thiệu cho các bạn qua một chút về bộ outfit cực kỳ đẹp này, đúng không? Đây là một bộ outfit đẹp, theo đánh giá của mình là đẹp, đẹp hơn so với bộ Kyo và Iori nha các bạn nha. Đẹp thật sự đấy, bộ của Kula cũng đẹp, bộ của Kula cũng đẹp, bộ của Leona cũng đẹp. Nói chung là bộ của nữ ấy, bao giờ nhìn nó cũng sexy và đẹp hơn so với bộ của nam nha các bạn nha. Ok, clip này xin phép mình tạm dừng lại đây. Bye bye, hẹn gặp lại bạn trong những clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like, subscribe cũng như là ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Thank you.